Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu mà solo giang tấu. Nghe nó rất là phổ biến, rất là Việt Nam và có thể được áp dụng vô rất là nhiều bài tình ca chậm chậm một tí. Chính giữa bài giang tấu, giữa bài để các bạn nói chung là tạo không khí khác biệt một tí. Thì cái câu này mình sẽ hướng dẫn trên âm dài là rê thứ. Nhưng nó cũng hay ở một điểm là các bạn có thể áp dụng nó qua là si thứ, đô thứ, mi thứ đều được cả. Nó rất là đơn giản, có thể kéo lên kéo xuống ha. Thì các bạn hướng dẫn để đánh được cái câu này thì các bạn biết mấy cái kia đánh các nốt bình thường thì các bạn biết thêm một tí về harmonic của nó, tức là theo dạng như thế này. Ví dụ như vậy ha, bung nó ra thì nó sẽ hay hơn. Còn nếu không các bạn đánh kiểu bình thường thì nghe nó hơi mộc mạc một tí ha. Thì tùy theo các bạn trình độ các bạn thì tập theo được. Thì ở đây mình sẽ vừa đánh vừa nói các nốt, vị trí đàn luôn để các bạn biết được ha. Rê thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay ngang 10 ha. Chủ yếu cái câu này nó nằm ở dây 1 và dây 2 thôi. Các nốt kết thúc thì nó có nằm ở dây son nữa. Nói chung chỉ 3 dây thôi. Thì chúng ta ngăn 10 các bạn bấm luôn như thế này. Thì bạn đánh này nó là là chúng ta có la và rê ha. Thì sau đó chúng ta tới mi và pha, tức là ngăn 12, 13. Cũng dễ không bạn? Thì ngay chỗ này đó là các bạn harmonic full note ha. Tức là 12, 13, 12, 10 là câu đầu nha. Tức là xuống đây các bạn xuống dưới dây số 2 thì chúng ta ngăn 10. Các bạn slide xuống ngăn 8. Câu đầu như sao ha. Đó. Thì cái mô típ nó sẽ như vậy, nó đi xuống thôi. Sau đó các bạn nghe ngăn 8 này, các bạn đánh lên. Thì ngay chỗ này thì ngay chúng ta có 8 nè, 10 nè, 12 nè, thấy không? Đó, các bạn bắt đầu kéo xuống từ 8 này, các bạn lại xuống là tới ngăn 6. Và tương tự từ ngăn 6 chúng ta cũng đánh tương tự 6-6 luôn ha. Thì chúng ta có 6 nè, 8, 10. Đánh lại ba cái đầu nha các bạn, chậm nha. Rồi kết thúc. Chúng ta có 5 nè, 6, 8, ngăn 5 của dây 1. Đánh nó một lần nữa, tới ngăn 8 là nó đô, ngăn 6 là si giáng, là la, quay lại la ha. Đó, đơn giản không các bạn? Chúng ta lại nguyên câu đọc ha. 1, 2, 3, 4. Rất là hay các bạn. Thì cái câu sau nó lặp lại ba cái câu đầu y chang nhau ha. Nó chỉ kết thúc ngay cái câu cuối thì chúng ta đánh khác một tí để cho nghe nó hay một tí. Câu cuối nó kết thúc nha. Câu cuối thì kết thúc nó khác thì nó sẽ như thế này. Các bạn có là ngăn 5 6 8 ngăn 5 dây 1, sau đó quay lại ngăn 5 dây 2, sau đó ngăn này là đủ thẳng rê ngăn 7, mi ngăn 5, kết thúc lại rê. Đó.
bạn bạn rải là rê thứ. Đó, quay đi rê thứ. Nha. Thì câu này nó các bạn cứ nghe không rõ tập chưa được thì bạn dấu lùi tới ha, mình xem lại video vài lần là bạn thì tập được ha. Thì cái câu này nó có một cái giống như mình nói từ đầu, các bạn thì tập xong rồi các bạn kéo nó lên xuống là các bạn đánh được ở những âm dài khác. Thì chúng ta bắt đầu ngay cái ngang số 10. Thì cái nốt thứ hai là cái nốt rê của dây mi này, đúng không? Thì nó là rê thứ. Vậy thì nếu các bạn kéo nó xuống ngay chỗ này, ví dụ như ngay chỗ ngang 7 này là C đi, thì ngang 7 luôn. Vậy thuộc gì bạn? C thứ. Vậy từ đây nguyên cái mô típ này bạn kéo này lại ra C thứ rồi. Đó, tương tự như vậy là nó thuộc về C thứ. Vậy bây giờ các bạn muốn đánh mi thứ thì bạn ngay chỗ ngang 10 này bạn kéo ngang 12. À, ví dụ như vậy thì các bạn có thể là mình kéo lên kéo xuống hoặc là đô thứ đây là các bạn sẽ có ra những cái trình cái những cái tông khác nhau rồi ha. Hy vọng là clip này cũng giúp ích cho các bạn dịp cuối tuần để chúng ta có thể luyện tập thêm solo gian tấu giữa các bài chậm chậm ha, nghe nó cũng rất là phổ biến ha, cũng không quá khó, các bạn luyện tập từ từ sẽ đánh được ha. Cái đàn mình đang sử dụng là cái cây thương hiệu Amigo ha, version 2. Đó. Cái link trong phần mô tả mình có để chi tiết ba cái loại đàn mà mình đang bán, giá cũng từ 1 triệu mấy cho đến khoảng 3 triệu. Các bạn thiện là có một cây đàn sở hữu về chất âm và cái chất lượng gỗ hoàn toàn là gỗ nguyên miếng hết, cũng rất là tốt ha. Thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, share, comment. Nếu có nhu cầu mua đàn hoặc các phụ kiện thì shop Amigo Guitar Shop thì có thể đáp ứng được cả. Các bạn có thời gian hãy bấm vào cái link để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.